thân của một cô chú ở bên Úc. Check lại cái địa chỉ. Đảm bảo sợ không có mất. Dương xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ Tuấn Dương đang có mặt ở đường Nguyễn Chí Thanh nối dài, và đây bên tay trái của Tuấn Dương là cái số 157 Nguyễn Chí Thanh. Thì có một cái hair salon, đây là Nhật Vi, cũng của một anh mà đã từng sinh sống ở cái khu vực này. Thì hôm nay nhân tiện đi qua thì Tuấn Dương sẽ quay cái video clip để cho anh hình dung ra cái căn nhà của mình. Căn nhà này thì đang được cho thuê. Căn nhà này thì địa chỉ của nó là 161 Nguyễn Chí Thanh. Đó, 161 Nguyễn Chí Thanh, một cái căn nhà là một trệt và hai lầu. Đó, thì quay để cho anh nhìn thấy cái căn nhà này. Một cái khán giả này thì cũng là cái khán giả quen thuộc của Tuấn Dương. Nhân tiện hôm nay mà khi mà đi quay video clip gửi cho đi tìm người thân, một cô chú ở Úc, thì cũng tiện thể thì qua đây thì ghi hình lại để quý cô chú anh chị mình dễ hình dung. À, bây giờ Tuấn Dương sẽ đi ra góc Nguyễn Chí Thanh, cắt 23 tháng 2 là đường Trần Quốc Toản cũ ngày xưa đó. Sài Gòn bây giờ thì vào cao điểm của cái mùa nắng nóng, đi lại cũng khá là cực, nắng như thiêu như đốt luôn. Giờ mình vào đường Nguyễn Thị Nhỏ. Xin lỗi, đây đường Hàn Hải Nguyên. Ngày xưa đường Hàn Hải Nguyên thì Tuấn Dương nghe một số khán giả nói ngày xưa nó từng có tên gọi là đường số 46. Phiên cắt về Hàn Hải Nguyên. Đường Minh Phúc.
và đường Hàn Hải Nguyên. Quân phường 1, quận 11 đó các bạn. Xem nó ra tới đâu. À, hình như có một lần mình đi vào đây rồi. Vẫn dường nhớ có một lần ngày trước đi lạc vào cái khu vực hẻm 152 này. Đây mấy cái xược luôn rồi, xược 54, xược 33. Thời điểm này thì quý vị thấy là gần như là mọi người ra đường thì ai cũng phải che chắn, bịt mặt, mặc áo chống nắng. Tuy là trong những cái con hẻm này thôi nhưng mà họ buôn bán thì cũng rất tốt, vì ở ngoài đường lớn đó các bạn thì buôn bán đôi khi xe cứ chạy chuội, xe cứ chạy không dừng lại thì khó buôn bán hơn là khi mà chúng ta ở trong các cái con hẻm này, dân cư đông đúc thì họ mua bán và các cái dịch vụ thì cũng sử dụng nhiều hơn.